đề nghị Campuchia điều tra nguyên nhân vụ 42 người Việt trốn casino. Bộ Ngoại giao nói đã đề nghị phía Campuchia hỗ trợ tìm người mất tích cũng như điều tra nguyên nhân vụ việc 42 công dân Việt Nam bơi qua sông để trốn khỏi sòng bài ở tỉnh Kandan. Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia liên hệ với cơ quan chức năng sở tại, làm rõ thông tin, kiểm tra cơ sở sòng bài này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nói trong thông cáo ngày 19 tháng 8. Theo bà Hằng, Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao cũng đang khẩn trương phối hợp với các cơ quan trong nước để xác minh thân nhân những người đã trở về nước. Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia sẽ tiếp tục theo dõi sát vụ việc cũng như tình hình người lao động ở Việt Nam ở sở tại, kịp thời thực hiện các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam, bà Hằng nói. Trước đó vào ngày 18 tháng 8, Chốt Quản lý Bảo vệ Biên giới và Phòng chống dịch COVID-19 số 21 của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình đóng tại khóm Tân Khánh, thị trấn Long Bình đã phát hiện và bắt giữ 40 người từ casino Rickbone bơi qua sông Bình Di nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Những người này khai họ từng xuất cảnh trái phép ở khu vực biên giới các tỉnh phía Nam sang Campuchia rồi vào làm tại casino Rickbone. Do làm việc quá thời gian quy định, không được nghỉ ngơi và không được trả lương, hàng chục người đã tìm cách vượt biên về Việt Nam. Sau khi tấn công bảo vệ casino và chạy ra cổng sòng bạc, 42 người nhảy xuống sông, nhưng một người đã bị bắt trở lại và một người mất tích.